Dùng phương tiện như vậy, tu các hạnh tối thắng, từ Phật pháp hóa sinh, được tên là phổ hiền, chúng sinh đều vọng khởi tưởng thiện ác các cõi, do đó hoặc sinh thiên, hoặc lại đọa địa ngục. Bồ Tát quán thế gian, vọng tưởng nghiệp khởi lên, vì vọng tưởng vô biên, thế gian cũng vô lượng tất cả các cõi nước do lưới tưởng hiện ra vì phương tiện lưới huyễn một niệm đều vào được mắt tai mũi lưỡi thân ý căn cũng như vậy tưởng thế gian khác biệt bình đẳng đều vào được mỗi mỗi cảnh giới mắt vô lượng mắt đều vào đủ thứ tánh khác nhau vô lượng bất khả thuyết chỗ thấy không khác biệt lại cũng không tạp loạn đều tùy theo nghiệp mình thọ dụng các quả báo sức phổ hiền vô lượng đều biết hết tất cả tất cả cảnh giới mắt đại trí đều vào được như vậy các thế gian đều phân biệt biết được mà tu tất cả hạnh lại cũng không thối chuyển phật nói chúng sinh nói cùng với cõi nước nói ba đời nói như vậy Đủ thứ đều biết rõ, vị lai trong quá khứ, hiện tại trong vị lai, đều thấy tướng ba đời, mỗi mỗi đều thấu rõ. Như vậy vô lượng thứ khai ngộ các thế gian, nhất thiết trí phương tiện, bờ mé bất khả đắc.